Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở Tây Ninh các bạn ơi. Hôm nay mình đến nhà của anh Long nè, ngay khách sạn Kim Long các bạn, tọa độ tại huyện Châu Thành của tỉnh Tây Ninh. Hôm nay mình đến vườn của anh tham quan các bạn ơi. Quay cho các bạn xem một số gốc mai các bạn. Nói chung là mấy gốc mai này anh lên chậu các bạn, thành phẩm rồi, anh đang chơi rồi, rất là đẹp nha. Một gốc cái này phong nhìn từ xa các bạn, nhìn như tàn dù các bạn, rất là đẹp. Này anh lên chậu cũng hơi cao nha, này khoảng lên cái chậu khoảng gần 1m8 các bạn, chậu lớn nha. Cây này theo chia sẻ của anh thì lúc trước anh bứng về mà ủ đấy rất là khủng nha. Để nói chung là nó già chứ mà nó đặc kẹo luôn các bạn. Anh em nào muốn biết thêm chi tiết thì có thể mình alo anh Long để mình xem cái những hình ảnh gửi cho các bạn xem ạ. Cây này một cốt thẳng đứng chót đọt luôn, đều do luôn. Này mình tới lúc trưa các bạn nên nắng nó hơi chát các bạn. Một cốt thẳng đứng luôn. Cây này thì nó tầm nó khoảng hai mấy ba chục năm các bạn, đấy rất là khủng nha. Mình chỉ nói các bạn không có tin đâu. Anh em nào mình thiện chí thì mình alo anh Long đi, kết bạn nha anh. À, để anh gửi cho các bạn xem. Dạ. Này mắt bông sao anh Long? Dạ, từ 5 đến 9 cánh các bạn. Cái này anh chăm sóc cây rất là kỹ nha. Cây này cái hoành nó khoảng 60 các bạn. Hoành nè, trên đây là 60, xí là củ đế thì hơn các bạn, củ đế khoảng 7 mấy 80 á. Cái chiều cao của gốc mai này thì mình nghĩ nó khoảng 3 mét các bạn, còn tàn ngang nó khoảng 4 mét. Cái tàn rất là đẹp nha, mua từ xa cái phong cho các bạn xem. Hình như cái nón nha bạn, chiếc nón này nè. Cây thiên nhiên nguyên thủy nha, chưa chỉnh sửa gì, anh chỉ gút tàn cho nó đều thôi. Cây này hoành 60, ảnh giao lưu với anh em là giá 220 triệu các bạn, giá khởi điểm nha. Anh em nào thích thì mình có thể liên hệ để mình thương lượng lại cái giá các bạn. Tiếp theo bạn, bên đây cũng có một gốc cũng rất là đẹp các bạn, tàn đều hết trơn nè. Mỗi cây thì anh trồng, anh lắp đế là bạn. Mình có tham khảo cái hình cũ các bạn, lúc anh bứng á, củ đế với đế là rất là dữ nha, hàng khủng á. Nói chung ảnh mỗi cây ảnh sưu tầm bạn, chú trọng là đế với bông nha, với một cốt cành đều, cây thiên nhiên. Anh em nào mình muốn sở hữu gốc này thì mình có thể mình liên hệ với ảnh để mình anh gửi mặt bông với cái hình ảnh bứng cây cho các bạn xem các bạn. Thích thì mình giao lưu với ảnh. Một cốt thẳng đứng luôn. Cốt cành là mình nghĩ chắc khoảng hơn 20 nha. Cây này đóng đều hết, suông đuột luôn, không thẹo không tích gì hết. Bông thì anh chia sẻ từ 5 đến 9 cánh các bạn. Cây này anh chăm sóc xanh cước luôn. Chiều cao gốc này thì mình nghĩ nó khoảng 3 mét các bạn, tàn ngang nó khoảng trên 3 mét rưỡi. Cây ảnh lên chậu rồi nhìn cái hình nó rất là lực các bạn nè, chậu cũng cao, chậu này mình nghĩ nó khoảng 1m6. Cây này mình lên chậu gì là bao lâu rồi anh Long? 3 tháng anh, 3 tháng mà cây nó sung quá trời sung quá. Cái này mình giao lưu mình có tặng chậu cho anh em không anh? Tặng chậu luôn nha. Dạ. Cây này anh có đầu hoành 70 nha. Mình ở đây nè. Củ đế là thuộc hàng VIP nha anh em. Chậu này bề ngang này chắc mình nghĩ nó khoảng mét mấy các bạn. Này khoảng 1m5, 1m6 á. Cây này hoành 70, chính xác 70. Anh cho lưu với anh em là giá 180 triệu các bạn, giá khởi điểm nha.
Đế thì thôi luôn các bạn. Đây, bộ đế đẳng cấp luôn. Quay lại cận cảnh bộ đế cho các bạn xem trước luôn. Đây nè, đế đều tất cả các mặt luôn. Ghế đế nè bạn, khủng khiếp. Đi một vòng cho các bạn xem nha. Một cốt thẳng đứng luôn. Cái này anh trồng cái chậu hơi cao các bạn, rất là cao. Mình đứng qua cái ngực mình bạn là khoảng 1,5 mét luôn. Mình quay cốt cành cho các bạn xem. Cái này cốt cành nè, mấy cái đầu cành nó ra nó cục cục quá, này làm như cái vú bò vậy. Lực lưỡng luôn, đều tất cả các mặt hết. Cây này thuộc hàng VIP các bạn ơi, mặt bông thì 5-7 cánh các bạn. Chiều cao gốc này thì mình nghĩ nó khoảng 3 mét các bạn, còn cái tàn ngang nó khoảng trên 3 mét. Cái này anh mới rút tàn vô. Cây quá xá luôn. Cái này thấy cây mai rất là đẹp luôn, tàn thông luôn nha, một cốt gốc đọt luôn. Cây này chiều cao nó tầm khoảng 1,6 m các bạn, đều rút tất cả các mặt luôn. Cây quá sung, cốc cành bên trong các bạn. Gốc đỏ. Cái này tàn ngang nó khoảng 2 mét các bạn, tàn thông luôn, cái thành phẩm mà. Đây đủ đế đây. Đế này trồng lắp lại các bạn. Đế này cực kíp luôn.